Và tiếp theo là món quà tinh thần của mùa Vu Lan Hiếu Hạnh, như chủ đề trên sân khấu, đó là công đức sinh thành để ca ngợi mùa Vu Lan Hiếu Hạnh, ca ngợi giọt nước mắt của ngài Mục Kiền Liên đã khóc vì thương nhớ mẹ trong mùa Vu Lan thuở trước. Cùng hướng dẫn chương trình hôm nay, tôi xin tự giới thiệu là MC Phật giáo Tấn Thuần, và cùng dẫn chương trình hôm nay xin giới thiệu đó là MC Xuân Hiếu. Xuân Hiếu xin được gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị, các anh chị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc Phật giáo mừng ngày lễ Vu Lan và giao lưu với các tác phẩm của nhạc sĩ Quý Lân. Lời đầu tiên cho phép Xuân Hiếu kính gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tất cả quý vị đến với ngày lễ Vu Lan ngày hôm nay, chú Tấn Thuần cùng Xuân Hiếu muốn gửi đến tịnh xá trung tâm của chúng ta lời chúc cho một mùa lễ Vu Lan được thành công, và xin chúc cho các Phật tử, xin chúc cho tất cả các quý vị, các anh chị và các bạn chúng ta sẽ được nhiều sức khỏe, được nhiều hạnh phúc trong cuộc sống của mình trong thời gian sắp tới. Xin cảm ơn, và thưa quý vị, không để quý vị phải chờ đợi lâu, hôm nay là không phí của mùa hội Vu Lan Báo Hiếu, ngày của Phật giáo nhưng cũng là một cái mùa hội của dân tộc. Chúng tôi xin mở đầu chương trình bằng liên khúc hát mừng hội Vu Lan, nhạc và lời nguyên từ Như Vinh, Nhật Thành, do tập thể ca sĩ và ban nhạc của nhạc sĩ Quý Luân trình bày. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục mở màn chương trình tối đêm nay.